Rồng Komodo là một loài thằn lằn lớn được tìm thấy ở các đảo của Indonesia. Kích thước của chúng rất là lớn. Rồng Komodo là một loài ăn thịt. Loài rồng này chúng có độc, có hai tuyến ở hàm dưới tiết ra một số protein độc. Nọc độc của chúng có chứa chất chống đông máu, nên khi con mồi bị chúng cắn sẽ chảy máu cho đến khi chết. Chúng là loài đẻ trứng từ tháng 5 đến tháng 8, đẻ tối đa 20 trứng một lứa. Loài rồng Komodo này có thể sống tới được 30 năm.